quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Bấm vô like, đăng ký kênh, bình luận góp ý nha anh em, đồng thời chia sẻ lên Zalo.